sự cố ở chung kết Champions League. Hai cổ động viên quá khích chạy vào sân khiến trận đấu giữa Real Madrid và Dortmund bị gián đoạn ngay sau tiếng còi khai cuộc rạng sáng ngày 2 tháng 6 giờ Hà Nội. Ngay sau tiếng còi giao bóng, trận chung kết bị gián đoạn khi có một cổ động viên quá khích chạy vào sân. Thanh niên mặc áo đen còn giơ điện thoại chụp hình với ngôi sao Vinicius của Real Madrid. Khi lực lượng an ninh còn đang khống chế thanh niên mặc áo đen, một người mặc áo trắng cũng chạy vào sân. Thanh niên này liên tục thực hiện màn ăn mừng siêu nổi tiếng của tiền đạo Cristiano Ronaldo. Trên truyền hình, cổ động viên không được thấy cảnh này. Sau sự cố một cô gái mặc hở hang gây rối ở chung kết Champions League 2019. Mỗi khi có cổ động viên quá khích chạy vào sân, truyền hình sẽ ngay lập tức thay bằng cảnh quay không khí trên khán đài. Anh chàng này chạy vào sân theo lời thách thức của một streamer có tên Mensto. Mensto treo thưởng 300.000 euro cho bất kỳ ai mặc áo in tên anh chạy vào sân Wembley trong trận chung kết Champions League. Phải mất vài phút, lực lượng an ninh tại Wembley mới đuổi kịp và khống chế cổ động viên quá khích. Người này ngay lập tức được mời khỏi sân đấu tổ chức chung kết Champions League. Sau sự cố, cổ động viên được tận hưởng trận chung kết Champions League với chất lượng chuyên môn cao. Trong hiệp 1, Dortmund thi đấu tốt hơn và chỉ thiếu chút may mắn để có bàn mở tỷ số vào lưới Real Madrid. Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Carlo Ancelotti giúp Real thi đấu khởi sắc. Đại diện La Liga tận dụng tốt cơ hội để ghi hai bàn vào lưới Dortmund, lần lượt do công của Dani Carvajal, Vinicius, qua đó giành chức vô địch European Cup Champions League thứ 15 trong lịch sử.